Bắc Kinh ngày càng thiên về dùng nỗi sợ để gây ảnh hưởng. Viện nghiên cứu chiến lược trường quân sự Pháp EXEM vừa đưa ra báo cáo về các hoạt động gây ảnh hưởng của Trung Quốc ở nước ngoài, mô tả các phương thức hoạt động đa dạng của chính quyền Trung Quốc, từ tuyên truyền, thao túng dư luận đến tung tin giả trên quy mô lớn. Theo báo cáo có tên, các hoạt động gây ảnh hưởng của Trung Quốc thời Machiavelli dài 650 trang thì chính quyền Trung Quốc ngày càng có xu hướng sử dụng các phương pháp gây ảnh hưởng kiểu Nga, tức thiên về gây sợ hãi, cưỡng bức. Trước đây, trong một thời gian, chiến lược của Bắc Kinh là tìm cách quyến rũ, xây dựng quyền lực mềm, xây dựng một hình ảnh tích cực về Trung Quốc. Tuy nhiên, giai đoạn này đã qua, Trung Quốc đã thay đổi chiến lược. Này Bắc Kinh gây áp lực, gây sợ hãi, cưỡng bức để đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, chính quyền trung quốc đảng cộng sản trung quốc cũng không hoàn toàn từ bỏ chiến lược cũ trong báo cáo của yệt xem phân biệt hai loại hoạt động hoạt động thiên về quyến rũ thuyết phục và các hoạt động có tính cứng rắn hơn nhiều và sử dụng các phương tiện mang tính cưỡng bức mục đích chính của việc gây sợ hãi cưỡng bức là để bảo đảm sự tồn tại lâu dài của đảng cộng sản trung quốc duy trì sự tồn tại của chế độ điều này được thể hiện qua các văn bản chính thức các tuyên bố của đảng. Ví dụ như trong luật về an ninh quốc gia ban hành năm 2015, văn hóa được xem là một mối đe dọa cho an ninh quốc gia. Bắc Kinh lo sợ sự xâm nhập văn hóa, tức là các ý tưởng về tự do, về pháp quyền, về nền dân chủ đại diện, vân vân được đưa từ bên ngoài vào Trung Quốc, đe dọa sự tồn tại của chế độ. Mục tiêu của đảng Cộng sản là kiểm soát cách kể về lịch sử và xã hội Trung Quốc. Về đảng Cộng sản Trung Quốc, ở Trung Quốc lẫn ở nước ngoài, một trong các mục tiêu ưu tiên trong lĩnh vực này là các cộng đồng người Hoa ở hải ngoại, vì Bắc Kinh xem họ là mối đe dọa đối với tương lai của chế độ, bởi vì các cộng đồng Hoa kiều là nơi cùng lúc người dân sử dụng thành thạo tiếng Hoa, hiểu rõ các chuẩn mực hóa của người Hoa, nhưng cũng là nơi mà người dân tiếp xúc thường xuyên với các ý tưởng về tự do và họ có thể du nhập những ý tưởng đó vào Trung Quốc. Như vậy, mục tiêu trước hết là phải kiểm soát được các cách kể về đảng Cộng sản Trung Quốc, về chế độ Trung Quốc trong những cộng đồng Hoa Kiều trước khi chuyển sang nhắm tới các nhóm xã hội khác. Chúng ta chứng kiến các hoạt động sử dụng quyền lực mềm để gây ảnh hưởng trong hàng loạt lãnh vực Ví dụ như có các diện khổng tử không chỉ để cổ vũ cho tiếng Trung mà kể cả các tư tưởng chính trị. Trong các sách giáo khoa được truyền bá qua kênh này có việc viết lại lịch sử chiến tranh Triều Tiên, hay việc kiểm soát các phương tiện truyền thông hoặc bằng việc mua lại hoặc bằng cách đàn áp nhắm vào các nhà báo chống lại một số báo hay thông qua các phương tiện như China Watch, phụ trương của tờ China Daily, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc. Các ấn bản của China Watch được phát hành bên trong nhiều nhật báo trên thế giới cũng là một kênh để truyền bá cho mô hình Trung Quốc. Bắc Kinh không chỉ tìm cách quảng bá cho mô hình chính trị của họ và còn làm xấu đi hình ảnh của mô hình chính trị của các xã hội dân chủ. Các hoạt động bóp méo thông tin trên quy mô lớn trên các mạng xã hội cũng được Bắc Kinh sử dụng tối đa cho mục tiêu này. Chính quyền Trung Quốc cùng một lúc làm hai việc, một là quảng bá cho mô hình của chế độ cộng sản Trung Quốc, chứng minh là mô hình Trung Quốc có hiệu quả hơn mặt khác là để phủ nhận giá trị của nền dân chủ, rằng chế độ dân chủ không thể là phương án thay thế một lựa chọn chính trị đối với người Hoa. Ví dụ như trong giai đoạn đầu của đại dịch, từ tháng Giêng năm 2020 đến tháng 4 năm 2020, truyền thông nhà nước Trung Quốc luôn muốn chứng minh là các nền dân chủ không có khả năng xử lý đại dịch. Điều mà họ muốn truyền bá là dân chủ đồng nghĩa với hỗn loạn. Tuy nhiên, thực tế chứng minh rằng các quốc gia dân chủ đã đối phó hiệu quả với đại dịch. Bản báo cáo của nghiên cứu chiến lược trường quân sự Pháp cũng nói rõ hơn về căn cứ 311, được coi là tổng hành dinh của các hoạt động gây ảnh hưởng của Trung Quốc. Báo cáo này xác định, thành phần lãnh đạo căn cứ 311, các chủ đề chính mà họ chú tâm, cũng như hệ thống các cơ sở như các nhà xuất bản, các khách sạn, vân vân mà họ sử dụng để truyền đi các thông tin bịa đặt, và tiến hành nhiều điều mà họ gọi là ba cuộc chiến tranh tức chiến tranh dư luận chiến tranh tâm lý và chiến tranh pháp lý theo các tác giả của bản báo cáo thì hiện nay không có nơi nào tránh khỏi ảnh hưởng của các hoạt động này mặc dù đài loan hồng kông các quốc gia nằm trong khu vực gần gũi trực tiếp với trung quốc như úc tân tây lan tiếp tục là những mục tiêu ưu tiên nhưng châu âu bắc mỹ và nhiều nơi khác cũng đã chứng kiến các hoạt động gây ảnh hưởng của trung quốc Tuy nhiên, kết luận chung của báo cáo là chiến lược gây ảnh hưởng của Bắc Kinh không mang lại kết quả tích cực thực sự cho Trung Quốc. Nếu như đảng Cộng sản Trung Quốc có giành được một số thắng lợi về chiến thuật, thì về mặt chiến lược đây là một thất bại. Bởi vì từ một năm rưỡi nay, ngay từ khi xảy ra đại dịch COVID-19, trong lúc các hoạt động gây ảnh hưởng của chính quyền Trung Quốc tiếp tục được tăng cường, chúng ta chiến sự tan dở về uy tín của Trung Quốc trên thế giới không chỉ ở phương tây mà ở cả những nơi mà trung quốc vốn có ảnh hưởng rộng rãi kết quả rõ ràng không như đảng cộng sản trung quốc mong đợi